và tôi luôn muốn bay thật cao trên bầu trời với những ngôi sao. Tôi hát lên thật lòng, tôi sẽ thấy hạnh phúc bao nhiêu. Trời gì vậy? Bảo Ngọc chưa tối tiền cho ai à?
Bà ổng học chưa tới kỳ thạch kè bà ơi. Thấy mặt luôn bà nè. Thấy rồi. Trời ơi. Chứ tôi tờ nhiều quá đi quên á. Đúng không? Chẳng phải là tới hôm nay là mình còn tiết mục thêm hả? Hay là mình còn một tiết mục nào nữa không? Thế này hả? Trời ơi. Nhưng mà em cảm nhận là các chị là con gái rất là ok, rất là đẹp. Dạ, cảm ơn lần nữa, cảm ơn CC Hoàng Yến và Xuân Mai. Trời ơi, cái tên gì mà sến quá, đi vô đi má. Hoàng Yến, Xuân Mai. Hoàng Yến là Xuân Mai. Nghe có rất là lớn đó. Nhìn bả nó muốn xưng như khác rồi.